85% hàng Việt Nam được tiêu thụ trên thị trường. Chủng loại, bao bì đóng gói ngày càng đa dạng, tinh tế. Đặc biệt, chất lượng ngày càng nâng lên mà giá cả lại phù hợp với đại bộ phận người tiêu dùng ở mức bình dân. Nên hàng Việt Nam cũng ngày càng là sự lựa chọn của người Việt ở mọi thành phần, lứa tuổi. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động từ năm 2009 đến nay đã thấm sâu vào đời sống xã hội. Và thực tế cho thấy, ý thức dùng hàng Việt Nam đã trở thành thói quen trong sinh hoạt của người Việt, không chỉ qua tuyên truyền, vận động hay vì lòng yêu nước, mà còn thật sự vì hàng Việt Nam hữu xạ tự nhiên hương. Chính chủng loại, mẫu mã, chất lượng ngày càng khẳng định ưu điểm, giá cả phù hợp. Tháng 3 năm 2021, Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025 với nội dung phát triển nền kinh tế hàng hóa có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao để tiếp tục khơi dậy niềm tự hào sử dụng hàng Việt Nam trong mỗi người dân. Trong năm 2021, Chính phủ cũng có chỉ thị 28 về tăng cường thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực vận động, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ tại thị trường trong nước lẫn thế giới, cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Liên quan đến đề án và chỉ thị của Chính phủ về người Việt hàng Việt, đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành chỉ thị 01 và tiếp tục ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển thị trường hàng Việt vào tháng 9 năm 2022. Kế hoạch này đặt mục tiêu xuyên suốt giai đoạn 2021-2025 là 85% hàng Việt chiếm thị phần các kênh phân phối hiện đại gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, thương mại điện tử, 80% kênh phân phối truyền thống như chợ, cửa hàng tạp hóa. Hàng Việt chiếm 85% trong tổng mức bán lẻ. Trên 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp trên địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu biết đến chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam. 100% huyện thị thành trong tỉnh tổ chức dịch vụ hỗ trợ kết nối cung cầu cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Nhân rộng điểm bán hàng Việt, xây dựng được chuỗi phân phối sản phẩm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ sản xuất hàng Việt. Qua thời gian thực hiện, Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu đánh giá, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ngày càng tạo chuyển biến tích cực trong tư duy, nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp trong sản xuất hàng hóa, trong nâng tầm hàng Việt. Các doanh nghiệp hiện nay cũng quan tâm và chú trọng hơn rất nhiều trong cái việc xây dựng thương hiệu, tổ chức, đưa các cái sản phẩm trực tiếp đến tận tay người tiêu dùng. Các cái sản phẩm hàng Việt Nam có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, đã đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đó cũng là cái động lực góp phần khuyến khích người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam đã và đang là sự lựa chọn của mọi người mọi nhà bằng chất lượng cao và giá cả phù hợp. Kính thưa quý vị, thì hiện tại tôi đang ở Copmark Bà Rịa và các cái gian hàng của Copmark rất là nhiều chủng loại hàng hóa, thì trong đó đến 90% là hàng Việt. Tết Nguyên đán là lễ hội quan trọng nhất trong năm, sức mua cũng lớn nhất và hàng Việt có thêm cộng hưởng Tết Việt. Thời điểm mọi người mọi nhà hướng về cội nguồn, hàng hóa cần mua sắm phải có sắc màu dân tộc, nên hàng Việt tại Bà Rịa Vũng Tàu ở mọi lĩnh vực đều có sức hút mạnh nhất. Trên các kệ hàng của siêu thị, hàng Việt được trưng bày đẹp mắt, đa dạng. Sản phẩm Việt phần lớn có chương trình khuyến mãi. Mình đi mua sắm thì bây giờ mình thấy hàng Việt Nam của mình chất lượng rất là tốt. Và mình cũng thường xuyên sử dụng một số những cái hàng mà hàng sản xuất trong nước. Tôi thường xuyên dùng hàng Việt. Tại vì hàng Việt Nam mẫu mã vừa đẹp mà vừa chất lượng cao nữa. Còn với lại cái đát của nó cũng là thân thiện với người dân. Còn của nước ngoài nhiều lúc
mình nhìn mình chẳng có thấy cái đát đâu, tìm hoài không thấy đâu hết. Nên thành đó là mình cứ dùng Việt Nam là nó ok nhất, yên tâm nhất, dân rất là yên tâm. Mình cứ xài hàng Việt thôi, mình cứ xài ngày nay hết ngày mai mình lại mua, mình xài thì lúc nào mình cần nó cũng có. Hàng Việt Nam chất lượng cao mà giá thành lại phù hợp với mức chi tiêu bình dân, nguồn gốc rõ ràng, càng cho khách hàng thêm vững tin. Đa số thì mặt hàng trong siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu thì đa số là 90% là mặt hàng Việt Nam, và đồng thời có một số nhóm cấp local tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng có những cái mặt hàng đang được trưng bày và bán tại Lotte Mart Vũng Tàu. Một cái điều đặc biệt tại Go là các cái gian hàng được thay đổi thường xuyên để tập trung cho thị hiếu của người tiêu dùng. Rất là nhiều các cái loại hàng hóa đa dạng và phong phú, và đặc biệt là trên các cái gian hàng thì hàng Việt luôn chiếm trên 90%. Có thể nhận diện nhiều nhãn hiệu hàng Việt uy tín đang góp mặt tại siêu thị Go, và khu vực thu hút người tiêu dùng là khu vực nông sản Việt như thế này. Hiện nay, mỗi siêu thị, trung tâm thương mại hay cửa hàng tự chọn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều dành khu vực bày bán riêng các loại sản phẩm địa phương. Cách bố trí như vậy thuận tiện cho khách hàng mua sắm, cũng là cách giới thiệu hàng Việt bài bản, hiệu quả. Cái lượng nhập hàng cho địa phương của mình, các doanh nghiệp địa phương của mình cũng rất là cao. Và cái nhu cầu sử dụng của người dân sau một năm rồi thì họ cũng đánh giá rằng những cái nguồn hàng từ địa phương của mình hoặc là khách du lịch đến thì họ cũng rất là thích những cái hàng địa phương, như là cá khô một nắng hay là các cái rau cải tươi, hay kể cả có cái cà phê nón lá của mới của mình thì khách hàng cũng rất là thích. Chúng tôi luôn luôn ưu tiên những sản phẩm hàng Việt, đặc biệt là những sản phẩm địa phương để phát triển và cùng đồng hành cùng các doanh nghiệp. Theo báo cáo của Sở Công Thương, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, ngành thương mại chuẩn bị lượng hàng với trị giá hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó tiêu thụ đạt gần 80% tổng nguồn hàng dự trữ. Trong số này, hàng Việt tiêu thụ với trị giá trên 800 tỷ đồng. Tính chung trong tháng 1 năm 2023, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa toàn tỉnh là trên 8.400 tỷ đồng và hàng Việt chiếm khoảng 7.000 tỷ đồng. Kết quả càng minh chứng mức hấp thụ hàng Việt rất lớn. Người trẻ vốn nhạy bén với mọi vấn đề của đời sống, trong đó có tiêu dùng, mua sắm. Và trong mua sắm của người trẻ, tâm lý phổ biến là hướng ngoại hoặc sử dụng hàng ngoại mới sành điệu. Thế nhưng tâm lý xính ngoại trong giới trẻ đang có sự dịch chuyển. Vì có sự tác động của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, và cũng có sự chinh phục từ nội tại, chất lượng, mẫu mã hàng Việt. Thì vẫn hay dùng hàng Việt Nam, mẫu mã bây giờ nó cũng phát triển nhiều, chất lượng thì cũng được. Mình thấy lượng hàng hóa có vẻ là ổn định, bình ổn giá, rồi tất cả các mặt hàng rất đa dạng. Mình cũng phải chọn những cái hàng hóa mà nó có thương hiệu để mua sắm, chứ không mua những cái hàng mà nó không có tên, có tuổi gì. Dạ, nói chung là hàng Việt Nam đã đủ các nhu cầu của các gia đình, là mình lại lựa chọn hàng Việt Nam là chủ yếu thôi. Thông thường dùng cho gia đình thì mình cái gì những cái thương hiệu quen thuộc mình hay dùng á, là mình sẽ ưu tiên chọn những cái đó thôi. Nó an toàn, bảo đảm vệ sinh thực phẩm.